Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Đức Trí, rap name là DT, năm nay mình 24 tuổi. Lý do mình lấy rap name DT là tại vì ngày xưa mình ăn khá nhiều. Cái lần mà mình ăn nhiều nhất là 15-16 chén cơm. Nên là DT là chiếc tắt của chữ Dương Tiễn. Nó cũng gần gần với Đức Trí nên là đặt vậy, chỉ có vậy thôi. Cái lần đầu tiên nghe nhạc rap thì thấy nó rất là gần gũi với cuộc sống, nó nói lại những cái thứ thực tế ở ngoài đời. Lần đầu nghe là đã thích rồi, là mới quyết định là theo đuổi nó luôn cho tới bây giờ. Được cái là hồi nhỏ cũng thích nhạc lắm, mẹ cũng cho theo nhạc nhưng mà không cho chơi rap. Tại vì bình thường mình ở trong nhà, ở trong phòng thì mình cứ đọc nhảm, mẹ cứ tưởng bị khùng, mẹ cứ tính mém nữa chở đi vô bệnh viện khám mấy lần. Mình bắt đầu chơi là từ năm 2015 tới năm 2017 là mẹ bắt đầu ủng hộ mình. Mẹ nói với mình là con cứ luôn là con, cứ sống hết mình với cái đam mê của con, cứ làm những gì con thích. Sau bao nhiêu ngần ấy thời gian mà mình cố gắng thì cuối cùng cũng được mẹ ủng hộ. Ôi trời đất ơi, trời đất ơi, em gây thương nhớ cho đã xong em bỏ đi, em thiệt chất chơi. Em luôn luôn là người thiệt thòi, anh cho mượn tiền cũng không được đòi. Em chơi vậy là không được rồi, em chơi như vậy là không được rồi. Có thể mọi người biết trước đó DT là một người không thích làm nhạc buồn. Mình chỉ thích làm nhạc vui thôi, mình muốn mang những cái năng lượng tích cực tốt nhất. Nhưng mà lần này thì mình lại muốn đến đây với một DT khác. Mình sẽ làm một thể loại nhạc khác. Và từ đó tới giờ mình đánh giá là mình chưa bao giờ làm tốt thể loại đó. Nhưng mà mình quyết định tại vì mình thích sự thử thách, mình thích sự mạo hiểm. Nếu mà cứ sợ, không có dám mạo hiểm, không có dám vượt ra khỏi cái bóng của bản thân mình để mình làm được cái thứ gì đó mà mình chưa bao giờ làm thì sẽ không bao giờ đi xa hơn được. Với cái màu sắc âm nhạc hiện tại thì mình nghĩ là cái người mình hợp về nhất là đội của anh Karik. Anh ấy rất là đa dạng. Nếu mà các bạn muốn biết lần này mình mạo hiểm với tiết mục gì thì hãy chờ đón xem. Trong vũ trụ này hoài xa xôi, riêng mình ôm góc trời hạt ngọc đêm rơi rồi. Ai cũng mong hóa giàu vậy nghèo phân ai. Sai từ ngay lúc đầu tình bạc như vôi. Anh không phải là chàng trai tốt, họ gọi anh là gà chạy hư khi cuộc đời anh đang say nâu. Anh và nhau mình đã hay từ sorry baby anh đã sai. Anh chưa tìm được lời giải đáp, mình thì nói tốt cho cả hai nhưng anh lại cho cả đời phải rap. Buồn phiền vì những lời đã nói cứ sao cho nhau nói đâu, vì từ đầu chỉ là giả dối lý do ta không xin lỗi nhau. Thôi quên đi không cần đâu, không yêu không thương không cần nhau. Em là lại hoa ai bỏ lại, anh là cỏ dại nơi rừng sâu. Ta như đôi uyên ương nhờ, ta cho nhau yêu thương nhờ. Xa xôi nơi biên cương, ở nơi đó ai có vẫn thương. Chính đang tương trương, về lại với ngày trước, vẫn là bạn bình thường. Nếu con tim này không chạy xuống, đợi anh làm anh tên chắp pha chạy giao vợ em khi còn mộng du. Nhưng em lại chỗ tim hoa sắc đã đứng đợi anh về như hòn vọng phu. Cuộc cõi cũ xin đừng nhấc máy, bên nhau ta không có tương lai. Xin đừng nhìn vào đôi mắt ấy, anh không muốn làm tổn thương ai. Vì lòng anh quá thương em, quá yêu em, nhớ thương em anh đợi em về. Thề rằng nếu lỡ mai này có xuống vầy, vẽ ngôi nhà bóng hình em trong đây. Vậy mà em đã ra đi, phút chia ly mắt quên mình khi nào em về. Lặng nhìn núi đông cho tàn, đóa hoa vàng giữa mấy ngàn chuyện tình ta. Hỏi thế gian này tình là gì, cho ta làm mù mê. Anh luôn tự thương mình là vì ta có tướng phù thề, ngọn lửa tình từng nồng cháy. Giờ nguội lạnh như tảng băng trôi, đây là lời thật lòng đấy. Anh chỉ biết yêu bản thân thôi, baby anh cũng yêu hòa bình. Bởi vì anh căm ghét cái ác, trao cho em hoa quỳnh, sao em tặng cho anh cái tay. Anh lại nhớ em rồi, khi căng bệnh đầy lại tay phan. Anh nói thích nụ cười của em, nhưng anh lại yêu nhiều cô gái khác. Đừng giữ anh lại trong suy nghĩ, là lời mà quỷ thường vẫn nói. Có đơm đơm làm chi kỷ, em có người chỉ đường dẫn lối. Anh cho em sự ngọt ngào, họ cho em lời thâm thúy, họ tìm cách làm giọt vào. Họ ở trong tâm trí, anh chẳng muốn phải đời khỏi đây. Nhưng đây tiếc là miệng đời khó tránh, cánh hoa tàn vì đời thổi bay. Họ thích cho nhau những lời có cánh, anh chẳng trách do duyên tình bạc. Chỉ tiếc là anh quá ngu si, hẹn gặp em ở cuộc đời khác. Người tặng em lời đoá lưu ly. Vì sao hồng nhan lại bài phận, cả đời tương tư một bóng hình. Ai mang tình yêu ra bài trận, sống do chẳng cao hơn sống tình. Thì chuyện hữu tình do trời ban, không ai không trách không lời than. Thật có thể thắng được cả thiên hạ, nhưng không thể thắng được thời gian. Kinh đất hoa nở rơi trong tay, hồng nhan chỉ nghĩ mong tồn thế. Nhưng đâu cũng tay hình bóng nàng, mong mơ suy nghĩ chẳng thực tế. Vì sao hồng nhan lại bài phận, cả đời tương tư một bóng hình. Ai mang tình yêu ra bài trận, sống do chẳng cao hơn sống tình.
Thi với phần phụ diễn của ca sĩ Phạm Anh Duy. Chào em trai. Dạ em chào anh ạ. Rất là sáng sủa đẹp trai, bài thi vừa rồi cũng rất là hay. Tôi không biết là điều gì đã không chạm đến trái tim của các vị giám khảo ạ. Xin mời Quá Huy. Dạ, em tìm cách để feel theo cái bài nhạc, nhưng mà em có cảm giác cái flow của bạn nó giống như là cái metronome và nó lớn dần về cuối. Còn Caric thì sao? Để nói về cái điểm tích cực đầu tiên anh cảm nhận đi ha, đó là delay của em rất là tốt, khi em có ham giữ được cái năng lượng suốt tất cả các verse và em thể hiện được cái cảm xúc mình rất là rõ ràng, và đó là ưu điểm duy nhất anh thấy từ trong bài này. Còn về cách em viết lyric, có thể nó không phải là thế mạnh của anh từ trước tới giờ, nên cách viết của em đối với anh là nó lạ so với anh và anh chưa cảm nhận được nhiều điều đó. Còn về flow, good, mọi thứ good. Thực ra cái tone em đặt giai điệu vào trong bài này khiến em rủi ro rất là nhiều, tại vì nó khá là trầm để cho mọi người có thể nghe lời. Cái cấu trúc bài của em thì anh không có vấn đề gì, nhưng mà cái cách em đi flow trải toàn bài như thế thì nó đang hơi đều một chút so với anh. Mặc dù là phân đoạn 3 em có đẩy cao trào nhưng mà nó lại không quá nổi bật, nó chỉ là nâng cao cái tone giọng em lên thôi, không đủ để làm một cái đoạn cao trào. Mặc dù là anh thích cái cách em biểu diễn trên sân khấu, cách em daily mọi thứ. Xin cảm ơn tất cả những ý kiến của các vị giám khảo và huấn luyện viên đã dành cho bạn. Và anh cũng hy vọng rằng là em sẽ tìm được cho mình một cái kinh nghiệm mới khi mình tham gia chương trình lần này. Và chúc em may mắn lần sau, hẹn gặp lại. Cảm ơn. Cảm ơn DJ. Tuần sau, những quái vật nào sẽ xuất hiện trên sàn đấu rap Việt? Đây không phải là thí sinh, đây là rap star. Cổ trước diễn sau gần bây giờ. Bam, underdog lên. Came to be the champ, want to be the king, want to do shit, do shit, do 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 do. Đây là màn trình diễn tuyệt vời nhất mà anh được chứng kiến từ đầu chương trình đến giờ. Em không ngờ là bạn có thể đặt được những cái bố cục bài rất là đặc biệt và mình không thể nào mình lường trước được. Anh rất là thích phong cách này. Cái hình ảnh hiện tại của Huy và của bạn nó match với nhau. Em đúng là một studio artist. Nó mang cái tầm của một cái bài thi chung kết. Các huấn luyện viên liệu có quyết liệt trong chặng đường nước rút ở vòng 9 phút này?